Xin chào các bạn, hôm nay thì mình rảnh thì mình đang đợi xe buýt để về thì mình cũng có làm rất nhiều video để làm giao để tí đăng rồi. Thì hôm nay mình đang rảnh thì mình thấy có mấy viên đá thì mình quay cho mọi người xem. Thì đây là những cái viên đá ở Nhật. Thì những cái loại này rất là đắt tiền nên là mình không bán. Bán chắc cũng chả ai mua thôi mình cũng không bán. Thì mình quay luôn cả giá này. Thì đấy, quay luôn cả viên đá cho các bạn xem này. Thì viên đá này giá này 10 man là 20 triệu viên đá này. Là giá mình mua nhá, là 20 triệu viên đá này. Đấy, không biết nó là đá gì. Còn viên đá bên cạnh này cũng là của cái hãng này. Thì viên đá này là 14 triệu. Nếu mà so với tiền Việt bây giờ là 21 thì nó còn hơn 14 triệu một chút, nhưng mình cứ nhân với 20 thôi. Đấy. Viên đá này nó còn có cả dấu đấy, dấu của nhà sản xuất này, dấu của người làm ra viên đá này. Thì cái viên đá này thì như cái viên gạch ở Việt Nam này, như thì nó là giá có 4 triệu đấy, mình nhân tròn thì cho là 4 triệu đấy viên đá này. Viên đá bên cạnh này thì là 3 triệu 6. Đấy là giá mình mua đấy nhé, còn chưa tính tiền cân. Một viên đá này nặng tầm hơn 1 cân, với 1 cân thì lại giá vận chuyển máy bay linh tinh các kiểu, công nữa, ship xung đủ các kiểu thì nó phải đội lên thêm 4 500 nữa, 6 700 đấy. Nhưng mà mình không bán nhé, thì mình chỉ quay cho mọi người xem thôi. Còn viên đá này của King này đấy các bạn, mình bán cái viên đá có 900.000 mà nó cũng chỉ là hạng trung bình thôi, để cho mọi người dùng thôi, chứ không phải những cái viên đá đắt tiền như thế này. Thì viên đá này có giá là 4 triệu tư đấy, 2 man 2 sen. Thì đấy, giá 4 triệu tư viên đá này, độ nhám 1.000. Loại này khá là đắt tiền nên là mình chỉ quay cho các bạn xem thôi, không mình bán cái viên đá rất là bình thường cho anh em mua. Thì mình bán 900.000 thì anh em kêu đắt, nhưng một viên đá ở Việt Nam bán 700.000 made in Việt Nam, 700.000 đến 900.000 rồi. Mà có những viên đá cũ của Nhật thì hàng bãi đấy, họ cũng bán 500.000 đến 700.000 một viên. Thì đây là những cái viên đá đắt tiền thì mình chỉ quay cho các bạn xem thôi nhé. Thì viên đá này thì mình làm tròn đi là 2 triệu, 3 triệu tư viên đá này cũng độ nhám 1.000. À, độ nhám 6.000, như ở đây họ đã ghi là nhám 1.000 này. Ở trên đá thì ghi nhám 6.000. Viên đá 1.000 đây. Đây mới là viên đá 1.000, bằng giá với viên đá 6.000. À đây là họ đặt nhầm bên, nhầm ngược bên. Họ đặt nhầm ngược. Đấy. Thì giá bằng nhau. 3 triệu tư. Đây, viên đá này bán 14 triệu nhưng mà lại gạch đi này. Gạch giá đi này. Bên này thì lại thành 16 triệu. 82 16. 16 triệu viên đá. Viên đá này 14 triệu. Đấy, trông nó còn mẻ này. Đấy, các bạn thấy nó còn sứt mẻ vỡ. Mà nó là 14 triệu tiền Việt nhá. Tiền tiền mình, nếu mà là tiền mình mua đấy chứ còn chưa tính tiền mình bán. Thì viên này là 16 triệu này. Đấy, cũng chả biết là hãng gì. Thì quay cho các bạn xem tham khảo, không các bạn cứ kêu mình bán đá đắt. Đắt quá mình không bán đấy chứ. Thì anh em xem tham khảo nhé. Nói chung là giá họ bán ra thì đương nhiên là phải đi cùng với chất lượng của sản phẩm nữa. Đấy, thấy nẻ luôn, hai viên đá 20 triệu này. Rất là đẹp. Thì đá này là đá tự nhiên nhé. Đấy, mấy viên đá này là đá tự nhiên này. Còn chắc là đây thì hàng gia công. Hàng gia công nhưng mà như viên đá này là 4 triệu tư. Đó. Hàng gia công thì giá nó rẻ rẻ thôi, nhưng mà những cái hàng tự nhiên này, họ cắt viên phiến đá tự nhiên này, bán 20 triệu, 14 triệu. Đấy. Mình xin kết thúc video ở đây nhé. À, bên này vẫn còn này. Đấy. Sứt mẻ hết, để nguyên này sang bên này xem ba tiền.
À, viên đá này thì rẻ, viên đá này có tính tiền Việt ra là 1,6 triệu. Mấy viên đá xích mẻ này, tự nhiên này thì là 1,6 triệu. Đây này, trên này có dao đi rừng này, dao đi rừng thép VG10 Damascus này này, giá 14 triệu, nói chung là trên 14 triệu, gần 15 triệu. Thì những cái loại này rất là đắt tiền, mình quay cho anh em tham khảo thôi. Con này 12 triệu, đấy, làm tròn thì tầm 13 triệu. Loại này thép thường, thép không gỉ thì có 8 triệu luôn. Đây đang có cái viên đá gì mà 10 man, đây cái tấm, cái viên đá này là 10 man này. Giấy tờ các kiểu. Đấy, giá nó ghi 10 man này. 10 đến 15 man. Là từ 20 đến 30 triệu. Đấy, thì mình xin kết thúc video ở đây. Anh em xem chơi thôi.